quý vị, với mong muốn sẽ mang đến những tin tức mới nhất, hấp dẫn nhất, chúng tôi rất thân hạnh được phục vụ quý vị khán giả qua các video clip được đăng tải trên Tin Mới. Rất mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của quý vị. Và ngay sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với Tin Mới. Với những tin tức về đợt lũ lụt kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, Trung Quốc đang phải đối mặt với trận mưa lũ khốc liệt bậc nhất trong lịch sử của nước này. Theo thông tin do Đài Truyền hình Quốc gia Trung Quốc cung cấp, thì thành phố Trịnh Châu là thủ phủ của tỉnh Hà Nam Trung Quốc đã ghi nhận lượng mưa kỷ lục sau trận mưa kéo dài từ mấy ngày nay. Theo thống kê sơ bộ, tính đến 17 giờ chiều ngày hôm nay theo giờ Việt Nam, đã có 40 người thiệt mạng và hàng trăm ngàn người khác buộc phải di rời ra khỏi chỗ ở và mưa lũ. Và theo ghi nhận từ phía cơ quan chức năng của Trung Quốc, lượng mưa trung bình mà thành phố Trịnh Châu phải hứng chịu đến nay là 659mm và đây là mức cao kỷ lục được ghi nhận trong vòng 62 năm qua tại địa phương này. Và chỉ trong 3 ngày thôi, lượng mưa mà thành phố Trịnh Châu phải hứng chịu đã nhiều tương đương với lượng mưa trung bình cả năm. Ngay sau đó, thành phố Trịnh Châu cũng như là tỉnh Hà Nam đã nâng mức cảnh báo khẩn cấp lên mức 1. Đây là mức cao nhất trong thang cảnh báo khẩn cấp. Theo dự báo thời tiết cơ quan khí tượng thủy văn của Trung Quốc và các chuyên gia, mưa lớn tại Hà Nam sẽ còn kéo dài đến hết đêm nay. Hiện, cơ quan phòng chống lũ lụt và hạn hán quốc gia của Trung Quốc đã nâng mức ứng phó khẩn cấp từ cấp độ 3 lên cấp độ 2, đồng thời cũng đã cho huy động một lượng lớn người và phương tiện ứng cứu nhằm hạn chế tối đa các thiệt hại do mưa lũ gây ra. Và theo thống kê sơ bộ, tính đến 17 giờ chiều nay theo giờ Việt Nam, đã có khoảng 40 người thiệt mạng và hàng trăm ngàn người khác buộc phải di rời nơi ở và mưa lũ. Vâng, và để gửi đến quý vị và các bạn những nhận định một cách chân thật nhất, phóng viên thường trú tại Trung Quốc sẽ cho chúng ta biết về tình hình thực tế tại tỉnh Hà Nam của Trung Quốc trong lúc này. Có thể nói là đợt mưa lũ lịch sử xảy ra tại tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc đến nay không chỉ gây thiệt hại nặng nề về người với 40 người thiệt mạng, 15 người mất tích và còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới hệ thống giao thông tại đây. Các trận mưa lớn nhất trong vòng 62 năm qua xảy ra liên tiếp từ ngày Chủ nhật đến nay, đang nhấn chìm thành phố Trịnh Châu của tỉnh Hà Nam. Ngoài số người thiệt mạng như đã thông báo trước đó, thì theo chính quyền thành phố Trịnh Châu, tính đến sáng nay đã có 41.000 người tại đây bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi mưa lũ, gần 300.000 người đã được di rời. Cảnh tượng người dân bị kẹt trong các toa tàu điện ngầm nước ngập đến ngực hay là ngồi trên nóc xe ô tô trôi dạt trên đường phố lan truyền rộng rãi và gây ấn tượng mạnh trên mạng xã hội Trung Quốc. Thiệt hại về người lại tiếp tục tăng lên sau khi mà thành phố Củng Nghĩa cũng thuộc tỉnh Hà Nam thông báo là có ít nhất 14 người tại đây đã thiệt mạng do lũ lụt nghiêm trọng. Nhiều ngôi nhà trong thành phố này đã bị sập, 16 hồ chứa đã bị tràn và 2 thị trấn bị nhấn chìm trong nước. Hơn 7.100 hộ dân với hơn 32.000 nhân khẩu của thành phố này đã buộc phải di rời. Nhiều tuyến đường sắt và đường cao tốc qua tỉnh Hà Nam đã bị gián đoạn do thời tiết khắc nghiệt, trong khi một số lượng lớn các chuyến bay đã phải hủy do lượng mưa kỷ lục quét qua các thành phố và làng mạc. Mưa lớn và lũ lụt đã khiến 38 đoạn đường trên 29 tuyến đường cao tốc ở Hà Nam phải tạm thời đóng cửa. 97 tuyến tương đương với 45% số chuyến tàu đi từ ga Tây Bắc Kinh cũng phải hủy. Ngoài ra, giao thông trên 10 tuyến đường quốc lộ và 10 tuyến đường cao tốc cấp tỉnh tại đây cũng bị gián đoạn. Nhiều tuyến đường sắt cao tốc và đường sắt thông thường thì bị hư hỏng. Tính đến 11 giờ sáng nay, các hành khách trên chuyến tàu K227 đi qua Trịnh Châu đã bị mắc kẹt 24 giờ. Bên cạnh các tác động nghiêm trọng đến giao thông đường bộ, thì trận mưa xối xả hiếm hoi này còn ảnh hưởng tới vận tải hàng không đến trung tâm sản xuất lớn của Trung Quốc. Tính đến 9 giờ sáng nay, theo giờ địa phương, thì tổng số có 660 chuyến bay đến và đi tại sân bay quốc tế Tân Trịnh của Trịnh Châu đã bị hủy, chiếm khoảng 70% tổng số chuyến bay theo nền tảng thông tin Vlite. Thưa quý vị, có thể thấy là lượng mưa cực lớn trút xuống trong nhiều ngày qua đã khiến giao thông tại thành phố Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam Trung Quốc bị tê liệt. Cuộc sống của người dân nơi đây vì thế cũng đang bị đảo lộn hoàn toàn bởi dòng nước lũ. Trước tình hình nghiêm trọng của mưa lũ, hơn 175 chuyến tàu đi qua khu vực Trịnh Châu, Hà Nam đã phải ngừng phục vụ, ảnh hưởng đến một lượng lớn hành khách. Bên cạnh đó, hàng trăm chuyến bay cũng bị hủy. Tuy nhiên, trước khi có quyết định dừng các chuyến tàu, bao gồm cả tàu điện ngầm đi qua khu vực Trịnh Châu, nhiều hành khách đã bị mắc kẹt trong các tàu điện ngầm vì nước lũ tràn xuống gây ngập nghiêm trọng ở các ga tàu tại thành phố này. Cụ thể, trong ngày thứ ba, một video xuất hiện trên mạng xã hội quay lại cảnh những hành khách lo lắng bám vào tay cầm bên trong toa tàu điện ngầm trước khi nước lũ dâng cao đến bụng, ngang vai rồi ngang cổ.
một số người đứng trên ghế để cố thoát khỏi vùng nước dâng và cố gọi điện thoại cho người thân. Nhiều người khác đã cố đăng lời kêu cứu lên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc rằng nước đã ngập đến ngực và họ cảm thấy rất khó thở. Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ Trung Quốc đã có mặt để giải cứu những người dân đang mắc kẹt dưới tàu điện ngầm. Lực lượng cứu hộ đã khoét một lỗ trên nóc tàu và dùng dây thừng sơ tán từng hành khách đến nơi an toàn. Lực lượng cứu hỏa Trịnh Châu cho hay họ đã giải cứu được hàng trăm hành khách kẹt trong tàu điện ngầm. Người dân được giải cứu đều trong tình trạng mệt mỏi và hoảng sợ. Một người gặp nạn tại Trịnh Châu cho biết trận lũ rất lớn và nhiều người đã bị cuốn đi. Một số ít còn lại trong số chúng tôi, trong đó có cả một đứa trẻ đã quá mệt mỏi và chúng tôi gần như đã bỏ cuộc. Chúng tôi cứ bám chặt vào lan can của tàu. Đó là lý do tại sao bạn có thể thấy nhiều vết bầm tím trên cánh tay của tôi. Đây là tất cả các vết bầm tím mà tôi có. Hãy nhìn xem, nếu không bám chặt vào lan can đó, tôi có thể đã bị cuốn trôi mất rồi. Một số tài khoản mạng xã hội cho rằng có vài hành khách chết đuối trong toa tàu ngập nước, nhưng thông tin này không được kiểm chứng và hoàn toàn không được giới chức Trịnh Châu xác nhận. Vâng, thưa quý vị, tưởng chừng mưa lũ lớn như vậy đã là vấn đề khủng khiếp mà người dân tại Hà Nam Trung Quốc phải đối mặt. Nhưng không, điều tồi tệ hơn mà chính quyền và người dân nơi đây đang lo lắng chính là nguy cơ vỡ đập ngăn nước. Nước từ trong đập cộng với nước lũ sẽ thực sự tạo ra một thảm họa thiên tai vô cùng khốc liệt. Một con đập gần thành phố Trịnh Châu của tỉnh Hà Nam miền Trung của Trung Quốc đã bị hư hại do mưa lũ lớn. Con đập này trước đó đã bị hư hại nặng nề trong trận bão vừa mới đổ bộ. Vụ việc này đã khiến ít nhất 18 người chết, hàng triệu người phải đi sơ tán. Theo mạng lưới truyền hình toàn cầu Trung Quốc CGTN, đập Guzhaiyu gần thành phố Trịnh Châu đã bị vỡ vào lúc 1 giờ 30 phút sáng ngày thứ Tư theo giờ địa phương. Theo cơ quan dự báo thời tiết Trung Quốc, chỉ trong 3 ngày tới đây, Trịnh Châu hứng chịu lượng mưa tương đương mức trung bình của cả năm. Trước đó, vào tối thứ Ba, thành phố Lạc Dương ở gần đó cùng 8,7 triệu cư dân cũng đã phải đối mặt với một mối đe dọa nghiêm trọng, đó chính là con đập Yehetan ngăn nước sông Hoàng Hà đã tràn vào thành phố, đang đứng trước nguy cơ bị vỡ. Đáng lo ngại là quân đội Trung Quốc đã phải gửi đi thông tin cảnh báo rằng con đập này có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Trong ngày hôm qua, khoảng 24.000 binh sĩ Trung Quốc đã phải phản ứng khẩn cấp nhằm bảo vệ sự toàn vẹn của con đập. Đến tối thứ Ba, một đơn vị của quân đội Trung Quốc cảnh báo mưa lũ lớn đã tạo ra lỗ thủng rộng 20 mét ở thân đập Yehetan, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ kết cấu đập. Tình trạng lũ lụt diễn ra phổ biến trong mùa mưa ở Trung Quốc dựa vào bối cảnh Trung Quốc phát triển nhanh chóng trong những thập kỷ gần đây. Việc xây dựng nhiều con đập đã diễn ra và hệ quả là các con sông từng đưa nước lũ ra khỏi vùng đồng bằng đã bị chuyển hướng. Vâng, nắm bắt tình hình lũ lụt tại Hà Nam, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã phải đưa ra tuyên bố trận lũ chết người ở tỉnh Hà Nam sẽ trở nên vô cùng nghiêm trọng khi các đập bị vỡ và nước sông bị tràn vào bờ. Ngày hôm nay, trong phần phát biểu của mình, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết việc một số hồ chứa bị vỡ đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Tình hình lũ hiện tại là vô cùng nghiêm trọng. Theo ông Tập, tình hình hiện nay đang trong giai đoạn rất là nguy cấp. Ông Tập chỉ thị các cấp chính quyền ưu tiên hàng đầu đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân, đồng thời thực hiện cẩn thận và nghiêm túc các biện pháp trong việc phòng chống lũ lụt, cứu trợ thiên tai. Tỉnh Hà Nam hứng chịu những trận mưa lớn do bão từ cuối tuần trước, khiến nhiều đoạn bờ sông bị sạt lở và gây ngập lụt ở hàng chục thành phố, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu người dân. Trung Quốc hàng năm đều hứng chịu lũ lụt, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, đường xá, mùa màng. Lũ lụt trở nên tồi tệ hơn trong nhiều thập kỷ vừa qua, được cho là một phần do xây dựng đập tràn lan. Các nhà khoa học cũng cho biết biến đổi khí hậu cũng đang làm trầm trọng thêm tình trạng lũ lụt trên khắp thế giới, cùng các kiểu thời tiết ngày càng trở nên vô cùng khắc nghiệt. Vâng, thưa quý vị, không chỉ gây ra tình trạng ngập lụt hay vỡ đập, trận mưa lũ khủng khiếp này còn khiến một nhà máy nhôm tại miền Trung của Trung Quốc phát nổ. Vụ nổ được các trang tin địa phương miêu tả như một quả cầu lửa bao trùm lấy nhà máy hợp kim nhôm này. Chính quyền của thành phố Đăng Phong thuộc tỉnh Trịnh Châu thuộc Vĩnh Châu, Hà Nam cho biết vụ nổ xảy ra vào lúc 6 giờ sáng ngày thứ Ba tại một công ty hợp kim nhôm ở thị trấn Cảo Thành thuộc sở hữu của tập đoàn Đăng Phong Builder. Trước đó, vào khoảng 4 giờ sáng nay, sông Jing gần đó đã bị vỡ bờ, gây ra tình trạng lũ lụt nghiêm trọng. Nước lũ tràn đến nhà máy làm sập các bức tường xung quanh, sau đó tràn vào các bể hợp kim chứa dung dịch nhiệt độ cao. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến vụ nổ. Theo các nhà chức trách cho biết, không có thương vong hoặc người mất tích nào được báo cáo tính đến 10 giờ sáng ngày thứ Ba theo giờ địa phương.
do các công nhân đã được cho đi sơ tán từ sớm để tránh nguy cơ ngập lụt. Nhà máy này hiện đã bị đóng cửa, công tác xử lý hậu quả vụ việc đang diễn ra một cách có trật tự. Đây là tuyên bố từ chính quyền địa phương. Vụ việc nghiêm trọng này diễn ra trong bối cảnh những trận mưa như chút nước tiếp tục dội xuống khắp các vùng trên toàn đất nước Trung Quốc. Không chỉ có ở Vĩnh Châu mà ngay cả thành phố Bai Trung, tỉnh Tứ Xuyên, hơn 75.000 người tại đây đã bị ảnh hưởng khi mà mưa lớn gây ngập lụt ở toàn thành phố Bai Trung. Nước lũ cũng đã cuốn trôi vô số tàu thuyền của người dân ở thành phố này. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đã đưa tin nước lũ đã phá hủy tay vịn trên cầu Hưởng Khang và mực nước tại đây đã đạt đến mức cao nhất trong vòng 10 năm qua. Lực lượng cứu hộ đã phải tìm cách đưa những người dân bị kẹt ở vùng trũng thấp đến nơi an toàn. Lượng mưa ở 236 trạm đo đã vượt 80mm, 164 trạm vượt 150mm, 31 trạm vượt 250mm. Lượng mưa lớn nhất được ghi nhận tại thị trấn Vịnh An thuộc huyện Thông Giang với 357,1mm. Theo cơ quan chỉ huy chống lụt và hạn hán tại thành phố Bai Trung, tính đến 20 giờ tối ngày thứ Bảy tuần trước đó đã có 67 thị trấn tại nhiều huyện bị ảnh hưởng. Mưa lớn đã gây ra tình trạng ngập lụt, ảnh hưởng đến 84.879 người và gây ra tổn thất kinh tế trực tiếp đến 118,9 triệu nhân dân tệ. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi, vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh Tin Mới. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.